quản trị trải nghiệm khách hàng hay còn gọi là CXM bây giờ đã trở thành một bộ môn quản trị gần như là bắt buộc ở tất cả các doanh nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới, đặc biệt là những doanh nghiệp mà đang kinh doanh trong lĩnh vực mass. Thế để quản trị trải nghiệm khách hàng thì người ta thường phải đo những số đo gì? Thì mọi người thường áp dụng một số đo tương đối phổ biến như là CSAT, sự hài lòng khách hàng, hay là NPS là số đo sự trung thành, sự ủng hộ khách hàng. Thế thì để đo được các cái số đo đấy, chúng ta đều thường bắt đầu từ việc setup, xây dựng lên hệ thống gọi là Voice of Customer để thực thi cái hệ thống mà chúng tôi gọi là lắng nghe khách hàng đó. Thì chúng tôi đã làm gì? Thực ra chúng tôi xác định trên 4 cái nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên, chúng tôi sẽ áp dụng luôn cái gọi là thiết kế cái hành trình khách hàng. Để mỗi cái việc khách hàng được lắng nghe, được ghi nhận thì cũng tạo ra một cái journey, một cái hành trình làm cho khách hàng thấy thoải mái nhất, khách hàng thấy hài lòng nhất. Và qua đó chúng tôi có thể ghi nhận được những phản hồi đóng góp của khách hàng một cách chính xác nhất, chất lượng nhất và cũng hiểu khách hàng sâu sắc nhất. Thứ hai, đó là chúng tôi xây dựng một cái hệ thống gọi là lắng nghe đa kênh. Đa kênh nhưng mà là omnichannel. Tức là ở đây các cái kênh là có sự liên thông, đồng bộ và đồng nhất và nhất quán với nhau. Ví dụ, cái kênh này đã lắng nghe khách hàng ở cái thời điểm này thì các kênh khác đang dự kiến lắng nghe khách hàng ghi nhận ở cái điểm chạm khác thì cũng biết cái khách hàng đấy đã được lắng nghe ở cái kênh kia rồi. Thì cái nguyên tắc thứ ba chúng tôi có xây dựng đó là nguyên tắc là closed loop feedback, tức là tất cả các cái phản hồi của khách hàng đều được phải được xử lý và xử lý đến tận cùng, phải được close lại và ở đây lại còn phải được xử lý nhanh. Nguyên tắc thứ tư của FPT Telecom khi triển khai hay xây dựng cái hệ thống of customer ấy, đó chính là việc số hóa tất cả các phản hồi, các đánh giá, các góp ý khách hàng và phân tích nó, hay còn gọi là data analytics, có thể ghi nhận các phản hồi đánh giá khách hàng ở rất nhiều kênh, cả chủ động hay bị động. Nhưng mà tất cả các phản hồi một khi đã ghi nhận thì đều được phải số hóa vào hệ thống cơ sở dữ liệu, sau đấy được khai thác, phân tích vào thời gian thực, cũng như là có những cái hệ thống phân tích khai thác định kỳ để làm sao chúng ta có thể phát hiện ra vấn đề, hiểu khách hàng hơn và liên tục cải tiến, liên tục cải thiện để làm cho khách hàng được lắng nghe và được hiểu và được tạo ra cái trải nghiệm ngày càng tốt hơn.